Xin chào tất cả các bạn đã đến với Facebook và YouTube của công ty Nhạc Việt. Mình là Nguyên. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn phần tiếp theo của nút chức năng menu, đó chính là phần mid reset. Ở trong cái mục mid reset này chúng ta có hai cái tab nhỏ. Tab đầu tiên là tab reset và ở phần cái tab reset này các bạn có thể chọn cho mình những cái reset có sẵn ở factory hoặc là những cái reset mà các bạn đã lưu lại trên đàn thì các bạn sẽ chọn ở đây. Rồi, sau khi trong cái phần này thì các bạn sẽ có những cái là tính năng như sau phần ô tô này sẽ giúp cho chúng ta là mình sẽ nói là giống như là nói chuyện ô tô gì đó các bạn khi các bạn on lên hey hey một hai hai ba một hai hai và bên cạnh đó thì ở trong cái phần này thì nó có thể chỉnh cho các bạn cái độ mượt ở đây ha mình sẽ on lên đó các bạn nghe một hai hai một hai hai một hai hai đó. Các bạn thấy mình có thể thay đổi thông số, chỉnh cái độ mượt hay là cái độ khô như thế nào đó Và chỉnh cái scale mà các bạn muốn mong muốn, ở đây là chromatic Hay là keo trưởng thứ hay là như con robot gì, mình tùy ở đây Và mình có thể set nó là a tune hang hay natural, giọng tự nhiên hay là dụng robot hay là giọng gì đó Tùy theo ý mình, rất là lợi hại luôn Rồi, tiếp đến ở dưới này các bạn sẽ có là harmony nè Harmony là phần ca bè nha các bạn Và các bạn muốn chỉnh chi tiết phần ca bè thì các bạn bấm vào đây thì ở đây sẽ cho chúng ta là bốn cái voi, voi 1, voi 2, voi 3, voi 4 ha. Và tùy theo cái reset mà các bạn chỉnh đó thì mình có thể chỉnh nhiều voi hay là ít voi vậy các bạn. Rồi ở đây các bạn muốn chỉnh là giọng cao hay giọng thấp gì đó mình sẽ chỉnh ở đây ha. Thì ở đây nó sẽ hiện thị hình cái gương mặt nè, nó các bạn chỉnh. Rồi, ở đây cái cái kiểu mà nó muốn bè là kiểu gì, hợp âm hay là muốn cái kiểu scale hay là cái kiểu ship hay là kiểu nó gì đó thì nó đây mình sẽ tùy chọn ở đây. Scale gì, giọng gì ha. Và nếu các bạn muốn chỉnh nhiều người hết người đó thì trong này nó sẽ cho chúng ta một cái lựa chọn. Đây, hai trên một dưới, một dưới hai trên và bè như thế nào, chúng nhà thờ cao, bè thấp rồi tùy tùy chọn các bạn ha, vân vân. Và bên cạnh đó ha thì mình sẽ có thể chọn cho mình được cái tùy chỉnh nè. Mình sẽ chơi theo control nè, nó quét bằng nó tính nó sẽ bè theo hợp âm hay là nó bè theo như thế nào đó và cái này là cái giọng chủ của mình đây là cái phần giọng bè của mình ha và ở đây mình các bạn mình có thể thay đổi cho mình là cái gender này các bạn thấy ha là lứa tuổi của mình nè nó giới tính nè càng xuống thấp là nữ nè càng lên cao là nam nè ha các bạn ha nó cái gender này ha nó mình có thay đổi ha sao cho một cái giọng mà các bạn muốn ca bè nó uh, phù hợp với mình nhất và ở đây có cái phần smoothing ha cái độ mượt đây độ to nhỏ ha là cái phần bè ha bên trái hay bên phải tùy ý vô các bạn rồi ở đây có phần bột mental ha mình các bạn thay đổi thông số của nó. Thì nếu các bạn muốn nhiều hay ít. Rồi dưới này hàng là cái dòng là humanize dòng người nè ha thì các bạn thay ở một mình có thể tùy chọn hàng loose, tham hay là gì đó tùy mình. Có muốn đúng rung không? Nếu các bạn muốn có thì các bạn muốn cho nó là nhẹ hay là vừa to thì nè theo kiểu opera hay gì nè. Hay tùy mình chỉnh rất là chi tiết luôn nha các bạn. Và bên cạnh đó chúng ta có chỉnh là mút nè mình thể tham số cái độ mượt của nó và ở đây thì nó có cái phần EQ dành cho cái phần ca bè này của mình là bass và cái phần EQ là chép ha đây là hai fancy là cái dùng mà hai bass filter thì nó sẽ cắt đi cái phần tiếng tiếng bass cho mình nó rất là chi tiết cho các bạn luôn ở trong cái phần ca bè và tương tự như chúng ta có phần double nè tiếng đôi thì các bạn sẽ chọn tương tự như là cái phần harmony luôn và có những cái thông số mà các bạn muốn chỉnh và nếu các bạn muốn chọn hiệu ứng nào đó thì mình sẽ bấm vào bên ngoài cho nó hiện màu xanh lên nha các bạn Đây mình bấm ở đây lên Và tương tự ở dưới thì mình có filter Đó khi mình bấm lâu hang thì nó sẽ dọc lọc hơn cho mình Và bấm vào đây thì các bạn sẽ thay đổi chi tiết luôn Và các thông số mà các bạn muốn nó nhiều hay ít hay là effect như thế nào Rồi on lên thì nó sẽ có tác dụng nha các bạn Hey 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 1 2 Rồi các bạn thấy ha khi mình bấm filter đó thì tiếng nó đã thay đổi rồi và bên đây là cái môn đưa xong mod á Hay là ở đây nếu các bạn chọn của nó là à, tiếng gì thì mình bấm vào nó lên hay hay Ở đây là tiếng flanger ha, thì các bạn bấm vào bên đây Mình sẽ thay đổi cái thông số của nó Rồi Ở đây là ngoài ra cái nút bên bìa bên phải này là cho mình chỉnh cái cường độ nha các bạn Cường độ ít hay nhiều Nếu các bạn muốn nhiều thì các mình sẽ quay sang phải theo chiều kim đồng hồ Và nếu ít lại thì các bạn quay ngược về bên trái ha Cho cái mức độ mình nhiều hay ít và ở đây chúng ta có tiếng delay nếu các bạn không thích delay các bạn tắt nó đi và ở đây mình có thể chỉnh được thông số delay nó mình muốn chỉnh nhiều nè hey các bạn nghe ha hey nó nó sẽ delay lại các bạn đó ha rồi ở dưới này là reverb tương tự như kia ở trên và khi mà các bạn muốn chỉnh chi tiết thì các bạn bấm vào ở đây nó có ghi thông số reverb Time hay như thế nào đó thì tùy mình chỉnh rồi các bạn muốn khô hay ướt nhiều hay ít ngắn hay dài thì mình sẽ tăng cái này lên rồi, ở đây là cái phần chỉnh và cái phần reset Và nếu khi các bạn đã chỉnh theo một cái ý của mình đã ok rồi Thì các bạn sẽ bấm vào tâm giác nhỏ ở đây Các bạn sẽ bấm cho mình là sell mid reset nha các bạn Và các bạn đặt tên lại cho mình tùy theo mình muốn Mà mình có thể bấm browser này, mình chọn cái vị trí lưu ở nằm ở vị trí nào Sau đó các bạn đặt tên lại, ở đây Nguyên sẽ đặt tên là A Ok, và bấm sell Rồi, như vậy là xong nha các bạn nó là cái phần reset của mình thì những lần sau khi các bạn khởi động đàn lên hoặc là các bạn muốn chọn nhanh cái phần reset mà mình đã chỉnh sẵn một của một chương trình của, hoặc là phù hợp với một cái giọng của bạn nào đó thì mình sẽ bấm vào trên này mình sẽ gọi của nó thì nó sẽ ra toàn bộ cái chương trình mà các bạn đã lưu lại rồi tiếp đến là cái phần effect effect mixer này thì tương tự như là nó sẽ cho cái phần reset ở trên nhưng nó sẽ cho các bạn là cái cường độ chi tiết hơn đó chính là về cái độ lớn nè cái level nè các bạn thấy ha ở đây nguyên cho cái reverb level là 92 nè Rồi list to reverb nè Cái giọng chủ của mình Đó những cái tham số này Và ở đây nó sẽ cho mình ba cái mixer effect chính Đó chính là mod, delay, reverb ha Và cái này là delay và reverb Và ở dưới này là cái quan trọng nhất Đó chính là cái effect tổng của mình nè Ở đây nguyên cho là phần trăm ha Nếu các bạn muốn nhiều hơn thì các bạn chỉnh lên nè Hey nó các bạn thấy ha, nhiều hơn và cái đây chính là cái phần tổng của cái delay và reverb Sau khi các bạn đã chỉnh lên trên rồi Hai cái này trộn lại cho ra cái cái cường độ cuối cùng Rồi các bạn thấy ha Rồi giải bên đây là lead mode ha Còn bên đây là harmony Nếu các bạn on lên thì nó sẽ hiển thị cái dòng này Và mình sẽ chỉnh cái cường độ cho nó rồi, như vậy là Nguyên đã hướng dẫn cho các bạn xong cái phần mid reset. Hy vọng vào phần này thì cho các bạn phối hợp một cái ca cá bè với là một cái giọng chủ sao cho một cái tiếng ca nó đẹp nhất, hay nhất và như mong như mong muốn của các bạn nhất. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video của Nguyên. Hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Xin chào.